Hello, xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel Blue Zone TV. Và hôm nay mình lại đi solo squad anh em à. Chưa thấy bạn nào nha. Và hôm nay mình lại môn sở trường yêu thích là nhảy dù vào school và chung cư anh em nhé. Và hôm nay thì mình sẽ nhảy vào school anh em. Vừa thấy hai team này, không biết cái đợt này trời ơi 300 bên luôn anh em ơi. 336 bên luôn. Rồi. Xác con bạn nó định luôn rồi anh em ơi. Đầu hổng dạo này sao lắc dù nhiều thế nha. Ôi cây lục luôn này. Bọt nhảy nha. Chạy đâu con sâu. À 1762 này. Bắn lục này thì bắn lục này. Xấy ha xấy. Ganh con này. À trước mặt con này. À qua đây lút đồ. Quát này bò đi đâu nữa. Lút đồ hả thằng Trung Quốc này. À bên kia đồng đội cũng kêu qua cứu rồi bạn ơi. Lút tí đồ đó. Ôi máu giật 50% rồi anh em ơi. Trời ơi lút nhầm cái cây màu 762 anh em à. Anh em thông cảm để mình lại mình lút cái màu 762 đó. Lút nhầm một cây mua tình này thôi. Là nó xế cho sắp mặt luôn anh em. Hình như cứu được rồi anh em ơi. Không vô đây em lút đồ này. Chạy ha. À team khác à. Các team mà anh em ơi. Lắc thôi. Bắn gạt này. Hai con này đang đùa. Đứng ngồi chơi à. Hình như bạn ấy đang lắc thì phải anh em à. Không biết bên chung cư nhầm bên school của mình lia chưa anh em nhé. Làm thì cái team này thì hình như lia rồi thì phải. Lia được cái team này không biết còn ai không thì mình không biết. Nãy như thấy hai team luôn mà. Cái này đồ bên full thấy cũng nghèo anh em ạ. Rồi. Cái người hay là boss nó táp ghê thế. Để mình quán máu một tí anh em nha. Thì đi lướt tí đồ chứ như thế này nghèo quá nghèo anh em. Như thế này em sao căng nổi squad được. Toàn quá toàn rồi. Nào táp nãy giờ táp y đụng bên đây. Xế luôn ạ. Làm trò gì đây. Đồ bên đây không thấy cây gì hết bắn được hết. Nghèo quá ta ơi. Cho tôi cái sợ cấp 3 cấp 4 cái nào bắn mà 7 đều 7 đó. À bên hồ bơi hình như còn một thằng nè anh em. Nghe vừa bắn cây lục này. Tính giờ bờ làm boss à. Hôm qua mình lướt xong chỗ này. Hôm qua mình lại hỏi thăm bạn cái coi. Có ai ở đây lướt không. Ở đồ đây nhóc chân luôn em. M16 không mà chỗ này M16 nó cho khá là nhiều. M16 bị bóp rồi nó cho nhiều quá nhiều. Nó không như đợt trước nữa. Đợt trước thì M16 khá là ít. À bên này nghe tiếng chân này. Nhảy xuống đây chơi bạn trẻ ơi. Alo. Bạn đâu rồi? Sao không chạy xuống đây chơi tí nào? À núp trên đó hả? Núp trên tầng 2 à? Ông nội này ông điếm như thế. Mình chạy lên. Ông bạn trẻ này ông đứng trên đó. Ông bán khiều ở bên chung cư thì mình chạy lên thôi. À thằng trẻ mô tô đi đâu đây? Rồi Racing Boy rồi. Gặp Racing Boy. Được luôn. À giá boss nữa chứ. Giá boss nó bắn hai như sấy. Rồi giá boss nó kìa cầm kìa. Làm thấy ghét ghê. Cầm ra AK cầm cái lục. Bên trái có thằng này không biết boss hay là người đây. Lú cái đầu ra đem chi. À núp nữa ha. Hình như có một ông ở đó hay gì bạn này. Bạn ơi là bạn. Núp đâu rồi. Chò cháy lửa vô đây cái nào. Cháy chưa? Cháy. Hình như có vẻ chưa cháy thì phải. À đây cháy này. Nóc một bạn này. Rồi con boss đâu đây rồi. À nóc thêm mạng nữa thôi. Để qua luôn đi chứ còn nợ gì nữa. Lên thôi. Có con boss nào dưới nhà thì phải. Không biết con boss hay con người nữa. Đi tới đó nó đứng im ghe luôn ạ. À. Đâu rồi? Mới nóc đây mà.
Bò đi đâu rồi ta? À có ke ke này, đổi ke ke bắn đi chứ. Ke UMP tầm xa thì xác định luôn anh em. Đạn nó khá là gơi, khó bắn cực kỳ luôn. Thả bắn AK hơi giật nhưng mà bắn tầm xa cái độ đam nó thì ra bắn thằng boss. Độ xa tầm xa nó rất là ổn định à. Boss này. Thằng này nó khôn đấy, nó chơi nhả xe boss ra chứ nó không nghe xe boss mình thấy gũng nóc nó luôn. Xe boss à. Xây bừa chớ chúng thằng nào luôn anh em. À đây. Đúng đây làm gì? Còn rút đồ nữa anh em ơi. Bắn như nó chưa sợ nữa này. Vô anh này thì chạy vô thằng Ấn Độ này. Còn bao nhiêu đạn chơi luôn. À đây, đổi cái cốp cái ra. Chạy, chạy đi, chạy, chạy. Bò vô đây, bò đi, cú. Làm luôn, chơi, chơi luôn, chơi. À, lắc à, lắc. Đây thì lắc, đây thì lắc. Cái này thì né, khỏi bò. Xong. Bên kia là mới gạt thôi, nóc mà mới gạt thôi anh em. Bữa nay như còn có người, nó mà có người là boss nó đứng ở dưới trong nhà rồi. Khó quá, thôi mình té luôn nha. Nó đi vậy cái là nó phục kích, nó bắn luôn rồi, cái như xong. Thôi để tìm cách qua chung cư anh em ơi. Hồi nãy em vừa thấy chiếc xe nào chạy bên chung cư này. Té qua đây rồi có ai không? Ngoài này không thấy ai hết. Vườn không nhà trống rồi. Cái nhà này không có đồ luôn. À cái thính nó rơi trên đồi kìa. Nhảy xuống. Hình như được. À đây có tim thì phải. Có một chiếc Dacia màu đỏ. Ở đây có ai không? Hình như là dường như mình dự đoán là hai tim thì phải. Một tim mình thấy có hai thằng ở trong nhà hả? Còn cái tim chỗ xe này không biết nó nằm ở đâu rồi. Ui, bên kia bắn qua luôn ạ. Đâu ta? À, trước mặt này. Trời ơi, không có nét luôn em ơi. Khổ thế nhỉ. Thôi bị bắn rồi. Ôi trời, nó chọi. Thôi xém là lỗ đầu rồi anh em. Thằng này bắn cũng hay đấy. Nó chọi lựu đạn xém banh xác mình luôn rồi. Quỷ khứa này. Đứng nấp chén gam hoài luôn. Hiện chi nãy giờ ngồi đứng hoài. Không đấy, lúa đầu ở đây. Lúa đầu ở đây. Còn thằng này đâu, lúa đầu ở đây coi. Không thấy luôn rồi. Đấy, thôi trên đầu có bắn nữa này. Trên đầu, à đây. Thằng ganh con mày mới chọi lựu đạn tao phải không? Trời, tao uống miếng nước cái đã. Khát nước quá, trời uống miếng nước cái đã. Mày trên đó mày lụp cụp đi. Tao cho mày trả giá. Không biết có trả giá không hay là đóng hòm đây. À, không à, không nhúc nhích luôn anh em. Thằng này chơi thủ ghê nhờ. Nhá hai lần mà không ấy. Đứng im ghê luôn ạ. À, chỗ này có phước quá anh em ơi. Đứng im ghê luôn. À bên phải ở trên này. Không có cái M4 chân ta. Kiếm cái M4 dạo này hơi khó anh em. Chơi cái map thường thì kiếm cây M4 nó hơi khó, ra cây M16 nhiều. M16 thì táp phải nhanh mới được. Có đứng cái cầu thang không? À mới đi xuống cầu thang à. Được. Được rồi, đúng luôn rồi. Diễn viên rất là chân thật anh em. Còn chỗ đó là diễn viên phải đi xuống chỗ đó đó anh em à. Được, lốt đồ thôi. Khá đúng với kịch bản anh em. Nãy mới thấy thằng nào chạy qua đây mà. Không hiểu kêu gì chạy tiêu luôn ạ. À đây, một chiếc xe khác lại chạy qua. Một team hay là một người đây? Ai chạy đi đâu? Bể đầu này. Chạy nhanh đi ra. Thôi chạy nhanh thì thôi, tôi đi rút đồ ông nội rồi. Không chạy nhanh kêu nó bố thằng nào bắn được. Đi trong nhà thì không có đồ nữa. Đi lên trên cao còn team nào đây không? Chưa thấy. Nãy mới nghe tiếng trên đồi bắn, giờ này không thấy luôn.
sợ vắng vẻ thế ta. Hả? Chiếc Dacia nằm đâu đấy? À thì ra mà vừa bắn xong ra đây hiu máu à, được luôn bạn. Kịch bản là phải như vậy chứ, kịch bản khó quá sao được. Kịch bản là phải dễ dàng thì mới học viên mới 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 làm được kịch bản chứ. Để mình đi qua bên đây coi. Cái khu nhà chung cư bên đây là có đồ này. Nãy như có một chiếc xe bên đây. À đấy. À thằng boss à. À thằng này không ăn boss này mà. Thằng này nó bay nhảy mà đâu phải ăn boss. Tưởng thằng boss. Con thằng đồng đội luôn đấy. Núp hả? Núp hả? Bay nhảy kiểu này boss kiểu gì? Núp hả? Thằng đồng này cũng yếu dữ lắm rồi anh em. À, nhìn bên kia tôi đi bên này. Ra đốt đồ thôi chứ còn lợi gì nữa. Đâu mà bò nhảy dữ lắm mà giờ sao không nhảy nữa đi. Rồi thằng này nó nghèo quá anh em à, không được M4 luôn anh em, khá là nghèo. Đó đồng đội nó lại à, không có vẻ như đứa này là con boss anh em ơi, không phải đồng đội nha. Còn tới đích luôn rồi anh em ơi, đi qua bên kia đã, đi chuẩn bị đi vô bo này. Bo này còn có 12 ông nữa thôi. Đau thì đừng nói đến. Qua đây nè. Đốt đồ qua thằng đội cho có cây nè cái đã. Kiếm rồi có cây màu 4 nào. Rồi chắc rồi. À đây cái có cây à. Cái xe cho bo thôi. Bo trên núi luôn nè. Không biết trong này còn ai không. Tắp tắp cho cái nhà này hiu máu đã nè. Đi ra ngoài đường hiu máu nó bắn cho bể đầu luôn. Trên đồ này hay có tim lắm. Vô nhà hiu máu cho chắc ăn. Kìa bắn gô da banh sát luôn kìa. Mình đi trễ mà mình không có lụm thính được. Không có lụm thính được thì ngon. Lụm gô da với ốp thôi. MK, MG3 đồ bắn thì có gạo nhiều hơn. Còn bắn mấy cây M4 này tầm thường gần thì cũng được. Nhưng mà không mạnh bằng gô da anh em nha. Có lấy xe lên đồi có ai không? Chết thử cái khu đồ này có ai không? Tạm thời là chưa thấy ai. Còn ngoài bo luôn chứ cái đồi này yếu quá. Đầu ngoài bo để dừng xe xuống đây coi. Xung quanh ta là có địch hay không nhỉ? Thấy đâu cái đầu đen đen. Hả? À? Bò lạc à? Ba ba chạy đi không? Ô kìa nó nằm đâu rồi nhỉ, không thấy luôn. Rồi cái đầu nó nằm cuối cái đầu, một thằng Myanmar đi đâu, bò đi đâu, bắn chiếu trước cái đã. À đây một thằng nữa. Đồng đội nóc không lo cứu mà lo bị bắn dưới khu nhà. À núp dưới khu nhà. Đây này ba ông luôn. Vậy là team này đủ 4 anh em à. Bò đâu nữa. Còn ông bò là bò. Bò nữa thì lấy xe qua đẩy luôn nữa chứ còn gì nữa. Ba ông mình chắc còn một ông nữa thôi. Ba ông chết một. À bốn, mình team 4 người nhưng mà chết một anh em. À dưới nó táp lên rồi. À đây đồng đội đây rồi. À núp gốc cây à. Ui nó xếp mặt. Ui té té. Ui nó bắn mình kìa. Cái bà luôn. Ui ui ui. Rồi 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 rồi. Xong rồi xong rồi. Xì khói luôn các đồng chí à. Đó một pha bị xí ngáo ngơ rồi đâm xe vô gốc cây à. Đó bằng bằng lái này kinh số quá anh em. Một khoa quán loạn đến từ Blue Zone. Thấy team địch xế quá đâm xe vào gốc cây tự tử. Chứ không để đối phương giết luôn. Rồi vậy thôi chứ lấy xe này xuống dưới đổi xe khác rồi đã. Cái xe khói này nó thấy nó cháy một cái rồi. Chưa hết băng nữa là thôi. Cụ đi chân lên tót luôn anh em. Rồi nó bắn qua là kìa đấy anh em thấy không. Vừa nói xong nó nổ được chất Việt Nam chứ không ai. Chuyên gia khóa xe. Thôi 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 mấy ông nội bắn đi chơi. Tôi té vô bò cái đã.
Đây thì Việt Nam bắn nóc thằng Indo nè. Té qua khu nhà này sợ quá, không biết khoai không đây. Có vẻ như là clear anh em à. Một là cái khu nhà, hai là nó lên đây nó nằm cỏ. Mà nằm cỏ mình chạy lên nếu mà có thì nó sẽ bắn mình liền. Không biết được nó nằm ở đâu đây. Bây giờ còn có xá không, chắc chắn sẽ có hàng Myanmar. Myanmar thì anh em cũng biết rồi đó, xanh hóc là chúa Myanmar luôn. Và bắn xanh hóc thì dễ bị giật mình lắm anh em. Mình thì mình ít bắn xanh hóc lắm, tại vì bắn xanh hóc dễ bị giật mình nên khó bắn lắm, nên mình đi chơi map Irangle nhiều hơn. Cái thính không ai lút luôn. Không nội nữa đóng gom không nhỉ? Chưa thấy chiếc xe nào ở đóng gom thì chắc có thể là không có. Nếu mà đi bộ ở đó trước thì sớm này thôi. Mình cũng đi chân lên tót rồi, mình ở ghìa bo đây. Không thấy đây. Hello. Bo chưa vào nữa, bo chuẩn bị vào này. Té lẹ bà bo đi cho nó an toàn. Ở đâu mà mới đây ly Việt Nam đâu mà mấy cha nội này lẹ với cha. Cho tôi tham gia chứ nào, nãy giờ bắn chưa được kêu nào hết. Rồi bắn đâu thì động như vậy ta, đi vô nhà vệ sinh cái đã anh em. Cái khu này chỉ còn cái có nhà vệ sinh này là lý tưởng. Rồi nóc một thằng luôn, nóc một thằng ở ngoài bo là xác định team của nó sẽ ở ngoài bo. Đâu rồi mới thấy đi vào đây mà. Một thằng chết mày bo luôn rồi. Còn hai thằng nữa. À đây thằng áo đỏ. Đi đâu đi đây. Vừa thấy uống nước liền ha. Nhanh ha. Vâng. Và nếu các bạn thấy clip này hay, nhấn like và đăng ký kênh giúp mình nha. Hẹn gặp lại anh em vào những clip lần sau. Bye bye anh em và hẹn gặp lại. Bye bye. Victory belongs to us.